các phim trên kênh HTV7, đội điều tra trượt tuyết phát sóng lúc 9:30 ngày 6 tháng 12, Ngọt ngào và cay đắng dài 34 tập phát sóng lúc 12 giờ từ ngày 3 tháng 12. Và các phim trên sóng truyền hình cáp Nữ Thám Tử, Nancy Drew, Thế Giới Kỳ Diệu của ông Magorium, Người Dự Báo Thời Tiết, vân vân. Đặc biệt, bắt đầu từ kỳ 1 tháng 12 năm 2008, tạp chí HTV phát hành kèm theo bộ sưu tập VCD phim tài liệu Mê Công Ký Sự dài 94 tập. Bộ phim sẽ đưa chúng ta đến với nơi khơi nguồn của dòng nước phát nguyên từ vùng đất mái nhà thế giới, từ đỉnh núi tuyết Vĩnh Hằng đã đem đến cho cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long những đồng lúa triểu hạt, những vườn cây trái bốn mùa, nhưng đồng thời cũng đem đến cho họ lắm tai ương lũ lụt, hạn hán xảy ra, làm cho cuộc sống của những cư dân này luôn là nỗ lực bền bỉ, gây dựng lại tất cả sau mỗi trận thiên tai. Giá bán 18.000 đồng một cuốn, bao gồm một cuốn tạp chí HTV cộng một đĩa VCD phim tài liệu. Với nhiều chuyên mục mới mẻ và hấp dẫn, tạp chí HTV kỳ 1 tháng 12 được phát hành vào ngày 25 tháng 11 năm 2008 tại các đại lý và sạp báo ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Đăng ký báo chậm nhất ngày 22 tháng 11 năm 2008. Đón đọc tạp chí HTV để có bộ sưu tập VCD phim tài liệu Mê Công Ký Sự. Chào quý vị, kem thân mến. Chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và kem theo dõi những tiết mục sau: 19 giờ vui khúc đồng dao, 19 giờ 30 phút hoa hướng dương, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ chương trình vượt lên chính mình, 21 giờ chương trình thần tượng âm nhạc, 21 giờ 25 phút chúc mừng sinh nhật, 21 giờ 50 phút phim truyện Việt Nam truy tìm dấu vết tập 11, 22 giờ 40 phút tin trong nước, 23 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Địa Hình Quan Đại Tống tập 41, 23 giờ 55 phút tin cuối ngày tin thế giới bản tin thể thao 365. Chương trình rạng sáng ngày 22 tháng 11 gồm có những tiết mục sau: 0 giờ 20 phút sân khấu về khuya cải lương đi xuyên qua mặt trời, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam nhịp đập trái tim tập 35, 3 giờ 20 phút thế giới đó đây, những thế giới riêng biệt, 3 giờ 45 phút khéo tay hay làm, phở cuốn, 4 giờ câu lạc bộ thể thao. Và bây giờ, mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình tối nay.